Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ gói bằng thánh. Chị đang lại quay video gói bằng thánh với em à. Em quay video gói bằng thánh. Lại quay video với em à. Em quay nè. Em gói bằng thánh và tâm sự Covid. Tâm sự bị lockdown ở nhà rảnh quá, bây giờ không biết làm gì, bắt đầu gói bằng thánh. Lát nữa chiên bằng thánh ăn. Gói bằng thánh nha cả nhà. Hôm nay bị lockdown lần thứ tư rồi đó. Tối không biết làm gì hết, gói bằng thánh. Chị lại gói bằng thánh không? Em nói chuyện, em quay video mà, em đang quay video mà. Em đang quay video. Gói bằng thánh nè. Có một thánh tâm sự bị lockdown ở nhà 2 ngày rồi, không được ra đường. Đẹp chưa? Giờ tối rồi, gói. Không biết gói được nhiêu phút nữa. Bên đây là lockdown là lần này lần thứ tư rồi á. Mỗi ngày càng lên nhiều hơn. Đi đâu vậy? Có bằng thánh. Trời ơi thôi. Nói chơi. Gói nè, để dành bỏ vô tủ lạnh á, xong rồi để dành nấu ăn nè, còn hơi chiên ăn. Đẹp chưa? Đẹp không cả nhà. Rảnh lắm, không biết làm gì hết. Nhiều rồi cái đây. Ủa em được bật kiếm tiền rồi mà. Em được bật kiếm tiền rồi. Nhưng mà em ít làm lắm, lâu lâu mới làm không à. Nay rảnh nè, lấy nhà rảnh nên làm luôn. Được bật kiếm tiền rồi. Hầu ơi, làm biến chị lúc mới làm thì siêng lắm, sung lắm, sung bất khía lắm, giờ hết rồi. Lúc mới á sung bất khía lắm. Giờ làm biến chết luôn. Nè giờ lockdown hai tuần ở nhà để làm video nè. Mà sao em gói nó bằng thấm. Hồi lúc đi qua Đài Loan á, trời ơi, ngày sáng nào cũng gói quần thấm với bà ngoại em hết á. Ngày nào cũng gói đó, gói mấy chục ký thịt luôn á, lúc qua Đài Loan. Em vừa làm vừa nói chuyện, chắc tới tối. Tết đó chị Đen, Tết đó mình gói đó, xong rồi mình mua chả giò gì mình gói bỏ tủ lạnh đó, xong mình để dành mình nhậu được đó chị. Siêu thị nó làm sẵn luôn hả? Không, chả giò nữa là nó gói sẵn cho mình luôn hả? Ngon không? Ừ, vậy mốt mình ra siêu thị mua khỏi làm. Tại tính làm á, làm cho vui. Nhà nhiều khi buồn.
Đó, nặng từng cái bằng thánh. Đó, gói cũng được. Gì chị? Bây giờ mình sẽ làm cái để lát nó chiên. Thật chưa? Trời ơi.
xong rồi chị ơi. Xong rồi. Xong rồi, bây giờ sẽ đi chiên hoành thánh ăn thôi. Bye bye, chào tạm biệt. Xong rồi, em làm nhé.